Cheers on this. Yeah. Không cần đèn. Đèn nó sáng được. Đủ hết. Quay tôi nào, quay đâu rồi ạ? Đâu rồi? Gì không kia đâu rồi? Đi đâu rồi? Bật đèn thì ngồi bên quay đâu? Ông ra sao ngồi đi, ông ngồi trước nghe hết trơn à. Quá anh Dũng. Trời ơi, nãy giờ không thấy anh Dũng, sorry anh Dũng nha. Tội nghiệp quá. Tội quá à. Mới vô tình nói sao. Không chơi với anh nữa. Đúng không? Hả? Không chơi với anh nữa. Không chơi hả? Nó nhỏ chứ đâu, đâu có nói lớn. Từ nó không có nói lớn. Anh đâu có bị ly em đâu. Hỏi anh bị ly.
quay kỹ kỹ một chút. Ê, mình có cần nói tiếng Anh không ta? Để mai mốt mấy người kia nó coi, nó nói mình nói tiếng Việt không à? Phải có đèn của nó thì đang order chưa về.